người, xin chào mọi người đã quay trở lại với cả Nancy. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cũng như là khám phá Kwangwood, thành phố không ngủ độc nhất vô nhị tại Phú Quốc nhé. Những kiến trúc ở đây thì rất là lộng lẫy và tráng lệ, với những dãy phố thời thượng rực rỡ màu sắc. Trước tiên thôi thì mình sẽ đến với cả kênh đào Venice diễm lệ và ngắm tháp đồng hồ cổ kính của nước Ý. Hello, mọi người có biết mình đứng ở đâu không? Đây chính là Venice lãng mạn. Nói đùa thôi mọi người ơi, đây chính là phố Venice tại Vinpearl Grandwood. Đây là một nơi mà rất thích hợp cho các bạn nào mà thích sống vào city dâu giống mình, hoặc là kiểu như là không được đi ý giống mình ấy, hoặc là có thể là thích đi du lịch giống mình thôi, thì có thể check in tại Phú Quốc hoặc tại luôn cả Ý hay tại đây luôn. Và ở đây thì có cả những cái chủ đề khác nhau nữa, như là ở Shanghai này, phố Shanghai, phố Venice và rất nhiều những cái chủ đề khác nữa, rất là thích và cũng như là rất là phù hợp với những bạn nào thích sống ảo như mình luôn. Bây giờ mọi người đến đây và check in và để thích nhá. Từ trên cầu vòm có thể nhìn thấy được bản copy tháp đồng hồ cổ kính của nước Ý, nổi bật giữa những mảng màu tươi sáng của các dãy phố. Nhớ phố sáng tại kênh đảo Venice phương đông này, với background là những dãy phố rực rỡ in bóng dưới làn nước và những cây cầu vòm ấn tượng, đặc sản của nước Ý nhé. Để đón đến mọi người ơi! Đây là một trong những cây cầu có tại sông Venice ở Vinpearl Grandwood. Mọi người có thể lên đây và check in sống ảo. Tan tan. Hoặc là tan tan. Ta-da! Và ở đây thì có 3 cái cầu để chúng ta có thể check in và có thể đi ngắm cảnh các thứ ở đây. Và ngoài ra thì còn có cả water bus, water taxi, là giống như một cái thuyền để chúng ta đi ngay dòng sông ấy, cũng rất là giống Venice luôn mọi người ơi. Và ở đây thì rất là nhiều những cái thứ để khám phá, nhưng mà chúng ta còn nhiều địa điểm khác nữa. Bây giờ mình sẽ sang một địa điểm khác nữa nhé. Rồi, đi thôi. Địa điểm nào ở đây cũng đẹp hết mọi người ơi, nên là mình phải tranh thủ chụp hình cho mọi người trong gia đình và check in sống ảo nữa. Cả ba cây cầu đều rất là đẹp và có phong cách riêng rất là độc đáo. Người ơi, nãy giờ đi tham quan chụp hình các thứ thì khá là mệt, vì vậy đèn đường hơi thiết thế, nhưng mà thật sự là những cái hình ảnh nó lên rất là đẹp, siêu đẹp luôn, rất đáng để chúng ta trải nghiệm nhá. Và đây đằng sau mình, chân chân, đây chính là bảo tàng gấu Teddy. Nhưng mà do là chưa xong, thành ra là mình chưa có thể quay cho mọi người được. Nhưng mà lần sau khi vào Hàn Quốc rồi, mình sẽ đi trải nghiệm để chia sẻ cho mọi người nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến địa điểm tiếp theo thôi. Hình như là từ ngày 21 tháng 4, Teddy Bear Museum tại Việt Nam sẽ chính thức đi vào hoạt động. Nếu lúc đó có dịp quay trở lại Phú Quốc thì mình nhất định sẽ đến. Công viên tượng đài. Công viên nghệ thuật đường đài Urban Park gây ấn tượng với hàng loạt những cái tác phẩm nghệ thuật sắp đặt khổng lồ. Sự kết hợp giữa nghệ thuật và thiên nhiên tại đây mang đến cho các tín đồ sống ảo khung cảnh check-in đầy thơ mộng. Và trong những cái biểu tượng ở trong cái công viên đường đài này thì một cái mà mình rất là ấn tượng nhất luôn, đó chính là tấm nhà tre này được làm bằng tre mọi người ơi. Và có nghĩa là nó rộng và to nhất ở trong cái khu công viên đường đài này, và cũng như là một cái điểm nhấn và là một cái đại diện của Việt Nam ở trong và hòa nhập với cả những cái chủ đề rồi là văn hóa của các nước khác nhau ở trong khu công viên đương đại này. Rất là tuyệt vời. Công trình huyền thoại tre, tác phẩm siêu độc đáo được thiết kế bởi kiến trúc sư xanh nổi tiếng của Việt Nam, Võ Trọng Nghĩa. Đây là một không gian nghệ thuật đậm nét Việt mà bạn không thể bỏ lỡ. Huyền thoại tre còn được làm từ 32.000 ngọn tre với chiều cao gần 15m, với diện tích lên đến 700.000m2. Bây giờ thì mình đi xung quanh cái công viên đương đại này thì có một cái tượng rất là xinh luôn. Đó chính là một cờ.
một cô công chúa từ thiên nhiên là lấy được một cái vòng hoa rất xinh. Đây mọi người có thể nhìn thấy đằng sau còn có cái tượng khắc xung quanh nữa, có cây có hoa. Đẹp quá. Ui này. Mọi người ơi, nói tóm lại hết cả video này thì đây là một nơi đáng trải nghiệm cũng như là rất là thích hợp để chúng ta có thể check in sống ảo nhá. Rồi, bây giờ mình đã trải nghiệm xong rồi và mong rằng là cái video này cũng sẽ giúp ích cho các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn về thông tin ở đây cũng như là các nơi để chúng ta có thể check in hình nhá. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong các số sau. Nhớ like, share và subscribe cho mình nhá. Bye bye. Ở tập tới thì mình sẽ đi đến Vinpearl Safari Phú Quốc, công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Và nghe nói đây là quy mô người nhốt thú thả cực kỳ độc đáo và cũng là điểm nhất định phải đến trên bản đồ du lịch Phú Quốc đấy mọi người. Và mọi người cũng đừng quên là bấm subscribe cho mình để xem tiếp các video tiếp theo nhé. Bye bye! Hẹn gặp lại mọi người trong các số lần sau.